không bất ngờ khi thấy Phương cùng Danh Thành cạo trọc tóc. Khi thấy anh Công vẫn chưa đủ niềm tin để bước vào trận chiến cuối cùng ở ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, đặc biệt là Công lại ái ngại với chị Phương vì ngoại hình giờ đây đã trọc lóc. Và bất ngờ, giống như trước đây cả nhà đã từng làm, chị Phương đã xuất hiện với một cái đầu trọc lóc, để rồi Thành Danh cũng vậy, khiến cho cả nhà ai cũng cười no, còn anh Công lại được tiếp thêm niềm tin, động lực để bước vào phòng mổ. Vậy là Phương đã trở về, vậy là ngày định mệnh cũng đã đến. Từ xưa tới nay, thường ít ai có thể qua được căn bệnh ung thư là bởi hai lý do. Một là nó nguy hiểm, hai là chết vì tâm bệnh. Vì thường ai cũng cứ nghĩ ung thư là sẽ chết, nên ngay khi phát hiện ra thì tâm lý của họ đã chờ chết ngay từ thời khắc đó. Chính vì vậy mà hiếm ai có thể qua khỏi. Chưa đi khám thì có thể sống được dăm 10 năm, chứ biết tin mắc bệnh xong rồi là sẽ đi ngay trong vòng 5-10 tháng. Và anh Công cũng không phải là ngoại lệ mà còn rơi vào trường hợp nặng khi bao chuyện xảy ra cùng một lúc. Mất việc, mất con, rồi mất luôn cả vợ. Ngoài những hụt hẫng thì trong Công cũng chẳng còn gì ở tương lai để mà thiết sống. Nhưng may mắn là Công được làm con của bố Toại mẹ Cúc, được làm anh của Thành Danh, Hà Trâm Anh, được làm chồng của Phương, được làm bác của Long. Khi thấy Công trầm kha sầu cảm, cả nhà đã chơi chiêu, hùa theo cảm xúc cực đoan, rồi sau đó là những hành động vui vẻ, yêu thương, đồng hành cùng anh Công. Và đặc biệt là sự trở về của Phương đã khiến cho con tim của Công vui trở lại. Tuy nhiên, trong anh giờ đây lại là những sự tự ti mặc cảm. Vốn dĩ, Công rất ghét sự thương hại, nên khi Phương trở về, nhìn thấy mình giờ đây tiều tụy, rồi cái đầu trọc lóc, khiến Công mất đi sự tự tin trước Phương. Tuy rằng, ngày kia, đã bước vào ca phẫu thuật cuối cùng, anh sẽ phải giành giật lại sự sống từ tay thần chết. Phương đã tinh tế nhận ra rằng anh Công đang suy nghĩ gì. Cô biết rằng trong anh vẫn chưa đủ sự tự tin. Phương đẩy cửa bước vào phòng, trên đầu quấn khăn. Công quay lại nhìn hơi ngờ ngợ. Đoạn Phương tháo chiếc khăn ra, trước mặt Công cũng trọc lóc không một cọng tóc, khiến cho anh ngơ ngác. Sao em lại cạo tóc như vậy? Em muốn đồng hành cùng anh, giờ đây chúng ta đã là một. Anh như thế nào em sẽ như thế đấy. Em sẽ để lại tóc khi anh chiến thắng trở về. Còn không, suốt đời này em sẽ xuống tóc đi tu. Nghe Phương nói, Công ứa nước mắt. Đồ ngốc. Công mắng yêu rồi ôm Phương vào lòng. Tiếng cốc cốc bên ngoài cửa. Thò vào cũng là hai thằng trọc lóc, Thành và Danh đang nguyện mượn cười ha hả. Chào mừng chị Phương về với team của chúng ta. Thì ra, Thành và Danh cũng nghĩ như chị Phương nên đã xuống tóc, quyết định đồng hành cùng anh Công trước trận chiến cuối cùng, để rồi tất cả nhìn nhau cười vui vẻ, rôm rả, xoa xoa cái đầu. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, hy vọng rằng anh Công có thể đủ niềm tin để vượt qua ca phẫu thuật, trở về đoàn tụ.